Một dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza đã bị Mỹ phủ quyết hôm 20 tháng 2. Có ai phản đối không? Đây là lần phủ quyết thứ ba của Mỹ kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel bắt đầu. Phiếu trắng. Anh bỏ phiếu trắng, trong khi 13 thành viên hội đồng khác đều bỏ phiếu ủng hộ văn bản dự thảo. Tiến hành bỏ phiếu ngày hôm nay là việc làm viển vông và vô trách nhiệm. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas Greenfield nói rằng dự thảo nghị quyết có thể gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ, Ai Cập, Israel và Qatar. Chúng tôi tin rằng nghị quyết trên bàn đàm phán hiện nay trên thực tế sẽ tác động tiêu cực đến các cuộc đàm phán. Yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện, mà không có thỏa thuận yêu cầu Hamas thả con tin sẽ không mang lại hòa bình lâu dài. Thay vào đó, nó có thể kéo dài thời gian cuộc chiến giữa Hamas và Israel. Mỹ đã đề xuất một dự thảo nghị quyết khác kêu gọi ngừng bắn tạm thời càng sớm càng tốt và với điều kiện tất cả các con tin đều được thả. Dự thảo nghị quyết bị chặn do Algeria soạn thảo đã không liên kết lệnh ngừng bắn với việc thả con tin. Đại sứ Liên Hợp Quốc của Algeria nói việc bỏ phiếu chống hàm ý tán thành bạo lực tàn bạo. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc thì nói rằng từ ngừng bắn được nhắc đến như thể đó là một giải pháp kỳ diệu. Chính xác thì lệnh ngừng bắn thần kỳ này sẽ đạt được điều gì? Lệnh ngừng bắn chỉ đạt được một điều và một điều duy nhất, đó là giúp Hamas sống sót. Đại sứ Palestine tại Liên Hiệp Quốc cho biết, việc ngăn chặn nghị quyết do Algeria soạn thảo sẽ đồng nghĩa với còn nhiều nỗi kinh hoàng hơn trong cuộc chiến mà các cơ quan y tế ở Gaza ước tính đã giết chết gần 29.000 người Palestine. Với sự phủ quyết này, thông điệp được đưa ra hôm nay cho Israel là nước này có thể tiếp tục thoát khỏi tội giết người. Bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, những người biểu tình kêu gọi Mỹ ủng hộ nghị quyết. Washington có truyền thống bảo vệ Israel trước các phản ứng của Liên Hiệp Quốc và không thích từ ngừng bắn trong bất kỳ nghị quyết nào. Nhưng dự thảo nghị quyết mới mà Washington đề xuất có thể báo hiệu một sự thay đổi vì văn bản của Mỹ lặp lại ngôn từ mà Tổng thống Joe Biden cho biết ông đã sử dụng vào tuần trước trong các cuộc đàm phán với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trong đó, ông đã thúc đẩy lệnh ngừng bắn tạm thời. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,